Nutrilite kỷ niệm 80 năm phát triển. Vào năm 1934, cha tôi Karen Bob đã giới thiệu thực phẩm bổ sung đa vitamin, đa khoáng chất đầu tiên tại nước Mỹ với các thành phần dưỡng chất từ thực vật. Vào năm 1942, cha tôi phát triển phương pháp canh nông Nutrilite của ông qua việc trồng cỏ linh lăng mà không sử dụng thuốc trừ sâu hay hóa chất có hại. Năm 1948, Nutrilite Double S được bán với giá $20. Ngày nay, Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Năm 1949, những nhà sáng lập tương lai của Amway, Jay Van Andel và Rich DeVos trở thành những nhà phân phối hàng đầu của sản phẩm Nutrilite. Năm 1956, Nutrilite sản xuất một trong những thực phẩm bổ sung vitamin C có nguồn gốc từ tự nhiên đầu tiên, đó là Acerola Cherry. Năm 1958, Nutrilite ra mắt tài liệu đầu tiên về sự thiếu hụt dinh dưỡng của con người. Năm 1972, Nutrilite Products Inc. trở thành một phần của tập đoàn Amway. Năm 1989, khoa y tế dự phòng CF Rainbow được thành lập tại Đại học Y khoa Stanford. Năm 1998, số lượng trang trại hữu cơ tăng lên gấp đôi, mỗi địa điểm đều được chọn lựa kỹ càng để đảm bảo cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm. Năm 2002, Nutrilite được công nhận là nhãn hiệu vitamin và khoáng chất được trồng trọt, thu hoạch và chế biến trên chính các trang trại hữu cơ được chứng nhận của mình. Năm 2004, Viện Tư vấn Sức khỏe Nutrilite thành lập Ban Cố vấn Khoa học. Tham gia vào Ban Cố vấn là các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Năm 2012, nghiên cứu của Nutrilite về sự thiếu hụt dưỡng chất thực vật trên người Mỹ và người Hàn Quốc được công bố trên báo Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Năm 2013, ra mắt dòng sản phẩm Body Key by Nutrilite và TrueVBT by Nutrilite gồm những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giúp kiểm soát cân nặng và làm đẹp từ bên trong. Sản phẩm Nutrilite có mặt tại hơn 64 quốc gia trên thế giới. Năm 2014, Nutrilite tổ chức kỷ niệm 80 năm giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn nhờ chế độ dinh dưỡng tốt hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn vì các bạn chính là những sản phẩm tốt nhất của sản phẩm và giúp Nutrilite đạt được vị trí là nhãn hàng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có doanh thu đứng đầu thế giới. The Men Board was born in 1887 in St. Augustine, Florida, the son of a traveling Swedish jeweler from whom he inherited a love of travel. In 1915, bored and in need of adventure, he took off for China with a job selling milk products for carnation. And with acute powers of observation, he noticed that Chinese peasants who ate mostly fresh vegetables and whole grain brown rice didn't get diseases like scurvy or beriberi. These diseases affected the more affluent Chinese, those who could afford meats and husked white rice. Remembering experiments Carnation had done on the effects of feeding cows alfalfa, Carl theorized that perhaps alfalfa was a form of health food containing balanced nutrition. He began to consider how to process it for human consumption. His whole concept was that maybe he could develop a supplement made from plant materials to help bring the diet back into balance. Carl landed in California in 1927. 40 years old and with $24 in his pocket. It took until 1934, 7 full years since his return from China, before he had something he could hope to sell. In 1969, the federal government unknowingly verified what Carl had been saying for decades and gave Nutrilite a huge boost. It was Amway who were to push Nutrilite into the global marketplace. He used to tell me that he said, if you have a dream and you're willing to pursue it, that dream will someday come true. You know, he was not a believer of, you know, short-term goals. He was a much more of a believer of having a long-term goal out there and a vision. And then if you were willing to throw yourself into that thing, it would happen someday. Nutrilite không ngừng nghiên cứu các phương pháp khác nhau để tìm ra được những sản phẩm tốt nhất cho bạn.
Chúng tôi thực hiện điều đó thông qua những gì tốt nhất từ thiên nhiên và tốt nhất từ khoa học. Mỗi một sản phẩm của Nutrilite đều tốt cho sức khỏe tối ưu của bạn. Mỗi một sản phẩm Nutrilite đều mang đến nhiều chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần và có ngay khi bạn cần. Điều này không thể xảy ra chỉ sau một đêm. Nó là kết quả của cả một quá trình cải tiến liên tục, cũng như sự động viên đội ngũ các nhà khoa học. Đó là một câu hỏi khó. Có cách nào tốt hơn để sản xuất các sản phẩm của chúng tôi? Nguồn nguyên liệu mới? Chúng tôi làm chúng thành halal hay kosher? Hoặc là có cách đóng gói nào tốt hơn không? Còn bao nhiêu chất cô đặc chúng tôi có thể thực hiện bằng phương pháp hữu cơ? Và câu hỏi thường gặp là làm thế nào để chúng tôi tiếp tục mang lại cho bạn những cách thức hiệu quả để đạt được sức khỏe tối ưu? Chúng tôi là nhãn hiệu lấy thực vật làm nền tảng. Vì vậy, một cách tự nhiên, chúng tôi bắt đầu bằng các loài thực vật, những loài cây tốt nhất trong thế giới tự nhiên, có chứa các chất dinh dưỡng. Thực sự, Nutrilite là nhãn hiệu duy nhất trên thế giới về các loại thực phẩm bổ sung, vitamin và khoáng chất, được trồng trọt, thu hoạch và chế biến trên chính các nông trại hữu cơ đã được chứng nhận. Không ai có được chứng nhận như trên. Chúng tôi cẩn thận lấy những chất dinh dưỡng có giá trị từ thiên nhiên bằng cách sử dụng các kỹ thuật tiên tiến. Trong một vài trường hợp mà chúng tôi không thể lấy những chất dinh dưỡng từ một vài loại thực vật đặc biệt, trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thiết lập nên những tiêu chuẩn thông qua các chương trình NutriSearch để đảm bảo bạn nhận được những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho thị trường. Đó là điều tốt nhất từ thiên nhiên. Điều tốt nhất từ khoa học. Cha tôi là nhà tiên phong trong lĩnh vực này. Năm 1934, Nutrilite là công ty sản xuất ra thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, đa vitamin và đa khoáng chất đầu tiên ở các nước Bắc Mỹ. Và kể từ đó, chúng tôi đã thiết lập nên những nền tảng cho khoa học dinh dưỡng. Trong nền khoa học dinh dưỡng và di truyền, chúng tôi đã nghiên cứu bộ bột thực vật và những gen riêng biệt. Khi chúng tôi biết có những công thức hay quy trình sản xuất tốt hơn, chúng tôi sẽ áp dụng những điều đó đầu tiên và với những phương pháp mới để có thể tạo ra những sản phẩm giúp mọi người đạt được sức khỏe tối ưu. Để có được những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng tốt nhất từ Nutrilite, chúng tôi có trên 100 nhà khoa học trên toàn thế giới. Họ đã thực hiện các cuộc thí nghiệm và kiểm nghiệm lâm sàng quan trọng với tinh thần nghiêm túc và sáng tạo. Tinh thần đó đã mang đến hơn 600 lượt kiểm tra chất lượng khi chúng tôi sản xuất sản phẩm, đảm bảo việc nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và thương hiệu Nutrilite. Và sau cùng là bạn xứng đáng được hưởng những gì bạn trả. Những giống cây mới, những điều hiểu biết mới, những nguồn nguyên liệu mới, những nhà máy sản xuất mới được kết hợp lại giúp bạn duy trì một sức khỏe tốt. Bởi vì chúng tôi biết rằng những gì tốt nhất từ thiên nhiên kết hợp với khoa học tốt nhất sẽ đem lại những gì tốt nhất cho bạn. Là thương hiệu Nutrilite, mục tiêu của chúng tôi là giúp các bạn nhận ra những điều tốt nhất có thể cho bạn bằng việc sản xuất ra các sản phẩm tốt nhất nhằm giúp bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi thành lập trung tâm nghiên cứu sức khỏe Nutrilite cho việc nghiên cứu sức khỏe tối ưu, đem lại những trải nghiệm tốt cho hàng ngàn người như bạn, những người nhận ra những mục tiêu sức khỏe của mình. Họ chưa biết bắt đầu từ đâu và bằng cách nào. Nhiệm vụ của chúng tôi không đơn giản là bán hàng, công việc và mục đích của chúng tôi là giúp cho bạn đạt được sức khỏe tối ưu. Đã hơn 70 tuổi, nhờ sống dựa trên lý thuyết của Nutrilite, tôi vẫn có thể chạy, trượt tuyết, đi bộ đường dài, tận hưởng tất cả những gì cuộc sống ban tặng. Tôi có một vài lời dành tặng cho trung tâm nghiên cứu sức khỏe Nutrilite. Không còn thắc mắc gì nữa về vị trí hàng đầu của Nutrilite. Không những vậy, nhãn hiệu Nutrilite và các sản phẩm Nutrilite đã và đang có mặt rộng rãi trên thị trường thông qua đối tác phân phối độc quyền Amway.